Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Lightroom và để chúng ta xử lý một bức ảnh cưới. Rồi, hiểu. Sau Tết cái kiểu hết chuyện để nói cho nên là hơi ngắn gọn. Ok, thì đây mình có một cái file hình chụp từ RAW, tức là cái flycam đó của bạn Ken Nguyễn up lên trên Blackberry Touch từ năm ngoái rồi, nhưng mà bây giờ mình mới bỏ ra mình làm cái tút. Thì đây là cái tút, là đây là cái bức ảnh là sau khi mình đã xử lý, và đây là bức ảnh trước. Đâu rồi, đây đây là before. Trời ơi cái máy. À, các bạn chờ tí xíu coi cho nó lót đây. Before. Before. Trời ơi, sao vậy? À, thì đây là cái before và cái after. Mình sẽ thu gọn hết cái đống này lại cho nó gọn gàng, mình không cần tới. À, đây là before ha. Hay là after. Thì nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý. Rồi. Cái stock này thì các bạn có thể tải ngay phía dưới cái video này ở trong channel hpphotoshop.com, ngay phía dưới video phần description, tức là phần mô tả, các bạn sẽ thấy cái link để tải cái file này xuống DNG, file RAW luôn, cho nên là chỉnh sửa rất là thoải mái. Thì đây phân tích một chút xíu, ở cái hình gốc á, thì các bạn có thể thấy là nguồn sáng nó phân bổ hoàn toàn ở phía bên tay phải cái hình hình gốc đó, còn phía bên tay phải phía bên tay trái á, thì nó chỉ là cái shadow thôi. Thì ở sau khi mà mình đã chỉnh sửa xong, các bạn có thể thấy là mình chỉnh sửa lại một chút xíu, ví dụ như là phía bên tay phải này nó không còn hoàn toàn là nguồn sáng nữa, mà cái nguồn sáng này nó tập trung vào trong cái hồ và chủ thể là cô dâu chú rể ngay giữa cái hồ này đó. Và cái phần này các bạn có thể thấy cái phần tảng đá lớn á, thì đây là mình đã xử lý để biến nó thành một cái gọi là cái shadow, có cái bóng đổ luôn để nó che đi, nhưng mà mình có cách để mà mình vẫn giữ được cái những cái vệt nắng như thế này, nhìn nó rất là hài hòa chứ mình không có để là đen thui hết luôn. Ok ha, thì bên cạnh đó là hướng dẫn làm sao để mà chúng ta chỉnh sửa lại cái tông màu nhìn nó mát hơn một chút xíu so với này. Rồi thì đây mình sẽ bắt đầu luôn ha. Rồi đây rồi, mình sẽ reset luôn để cho nó về mặc định hết. Đó thì cái mặc định này nhìn nó hơi gớm tí. Thì đây là mình sẽ chỉnh sửa sơ sơ lại đi xíu, không có brush ha, chỉnh sửa lại góc ha. Thì đây đầu tiên á, là cái bước lúc nào mình cũng sẽ chỉnh lại cái lens correction, tức là chỉnh lại cái độ cong vẹo của cái lens, cũng như là xóa bỏ đi những cái viền tím. Thì tắt viền tím nhanh lắm, các bạn click vào remove chromatic aberration và để thay đổi cái độ cong á, tức là một số cái lens thì nó hơi bị lỗi đó, thì có một cái gọi là một cái preset có sẵn của Lightroom nó cung cấp chúng ta để mà nó xác định coi là hình của chúng ta đang là bị lỗi cái gì, thì nó tự động chỉnh sửa lại. Thì đây mình sẽ tích vào enable profile correction thì nó sẽ tự động nó chỉnh sửa lại cái lỗi về ống kính. Sau khi xong rồi thì mình sẽ tạm thời thu gọn nó lại cho nó gọn thôi. Tiếp theo chúng ta chỉnh sửa lên phần trên này. Thì ở đây đang cháy sáng, các bạn có thể thấy là bên cái bên highlight, tức là bên phía bên tay phải của cái histogram, thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ những cái pixel chúng ta đang dồn hết về phía bên phần highlight, tức là ảnh chúng ta đang cháy sáng. Thì cái cách chỉnh sửa như sau, chúng ta sẽ giảm cái highlight đi chút xíu, giảm bớt thôi. Đa phần cái ảnh nào mình cũng làm những cái bước tương tự thế này, đó là giảm highlight, tăng shadow lên tùy shadow. Như ở đây cái shadow này thì nó đang tương đối tốt rồi cho nên là mình sẽ không tăng nhiều. Tiếp theo là chúng ta vẫn nhìn lên đây, các bạn có thể thấy là bên black này thì cái chúng ta chưa có đủ cái pixel ở phần black, tức là chưa có chỗ nào đen hoàn toàn, thì mình sẽ kéo cái black này xuống một chút xíu để cho cái histogram nó vừa chạm vào trong thôi, tức là ở đây nó ảnh nó vừa có đủ cái độ tối và vừa có đủ độ sáng. Từ đây thì sáng nó vẫn còn sáng quá cho nên là mình sẽ giảm cái exposure đi một chút xíu, là vừa thôi, tại vì lát nữa mình sẽ còn sử dụng brush để chúng ta tăng lên. Thì đây sau khi giảm xong, các bạn có thể thấy là cái phần tối này nó lại bị tối quá rồi, cho nên là mình sẽ đưa cái black lên một chút xíu nữa cho nó vừa chạm thôi, vậy cũng được rồi. Ok ha, thì sau khi xong rồi chúng ta sẽ tăng cái vibrance lên một chút. Cái vibrance này nó khác với lại cái saturation ở chỗ
là saturation thì nó đầy tất cả các màu luôn. Thì trong những cái ảnh có những cái vùng mà màu nó đã bị bão hòa rồi, thì khi chúng ta đẩy saturation lên, nó vẫn tiếp tục đẩy những cái vùng ấy lên và làm cho cái màu của những cái vùng đấy nó bị nát ra, thì hình chúng ta sẽ bị gặp lỗi. Còn ở Vibrant á, thì nó sẽ chỉ đẩy lên những vùng mà chưa bị bão hòa thôi, tức là ảnh những cái vùng cái màu nào nó chưa tới thì nó sẽ đẩy lên thôi, thì sẽ giúp cho cái ảnh ta đỡ bị lỗi hơn. Cho nên đây mình sẽ chỉ đẩy Vibrant lên, ở đây là đẩy lên khoảng cỡ 40 chẳng hạn, thế cảm thấy như vậy là tương đối rồi. Có thể tăng một contrast lên một chút xíu, tùy ý các bạn thôi. Sau khi xong rồi chúng ta sẽ qua cái detail. Thì ở detail này thì chúng ta sẽ lấy lại nét cũng như là xử lý cái noise đó. Thì tăng lên khử noise đi chút xíu và tăng sharpening lên để lấy nét. Noise reduction là giảm noise ha, chúng ta tăng luminance lên thì giảm noise thôi, còn sharpening thì tăng độ nét. Thì ở đây cái độ nét thì mình cảm thấy nó tăng vừa vừa thôi ha, khoảng cỡ 50-60 thôi. Và nhớ để masking lên, nếu như phiên bản cũ thì chưa có masking thì chúng ta không cần quan tâm, nhưng mà nếu đã có masking rồi thì nhớ kéo masking lên từ khoảng 95. Cái masking này thì nó tự động nó xác định lại cái vùng biên của cái hình, tức là khi mà chúng ta để masking là không á, thì khi chúng ta tăng nét thì nó sẽ tăng gắt lên toàn bộ hình luôn, thì nó sẽ hơi có cảm giác như là chúng ta tăng noise. Còn nếu chúng ta tăng cái mask lên á, thì nó chỉ xác định là cái vùng nào là vùng biên. Ví dụ như là mình sẽ đè phím alternate thì các bạn sẽ thấy là khi mình kéo nè, cái vùng ảnh hưởng của cái sharpening á, thì đây nó đang chèn vào tăng nét của cả cái bức hình luôn. Còn khi chúng ta tăng masking lên dần dần đó, thì những cái vùng mà màu trắng mới là những cái vùng mà nó tăng nét lên đó, thì lên khoảng 94 là nó bám những cái biên là khá tốt, thì lúc đấy chúng ta sẽ nhìn cái bức ảnh chúng ta nó hài hòa hơn, nó không có bị lỗi nhiều. Rồi thì sau khi xử lý xong cái bước đơn giản, một số cái bước bước đầu như thế, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh qua cái phần là làm sao để mà chúng ta tập trung cái bước chỉnh sửa vô những cái vùng mà chúng ta muốn thôi. Ví dụ ở đây là cái bước là mình sẽ làm tối tất cả những tảng đá này đi, mình sẽ giảm exposure đi một chút xíu, chúng ta sẽ click và kéo bôi đi, các bạn sẽ thấy là cái ánh sáng nó sẽ giảm đi. Có thể bôi toàn tập luôn, để cứ việc bôi thôi, tại vì lát nữa có cái công cụ eraser, tức là cái công cụ xóa đó, thì nó sẽ đỡ hơn. Còn giờ chúng ta cứ việc bôi đi đã, cứ thoải mái đi, không có vấn đề gì hết, mình cứ bôi đó. Rồi đây là tương đối rồi, giờ mình sẽ tạo tiếp một cái mới, bởi vì khi mà mình đang giữ cái này á, chúng ta bôi lên thì nó chỉ là tạo thêm một cái cũ thôi, mà cái cũ này mình đã bôi rồi cho nên nó không chồng thêm lớp nữa. Cái việc mình muốn chồng thêm lớp nữa thì chúng ta sẽ vào click vào new đó, thì đây mình sẽ có một cái brush mới, thì cái brush này chúng ta cũng tiếp tục mình ta xóa. Cái việc brush này thì tùy ý thích của các bạn thôi ha. Ở như cái brush này á, như cái brush đầu là chúng ta chỉnh là mình giảm sáng đi một chút xíu, còn ở cái brush thứ hai là cái brush mà mình muốn tạo ra những cái vệt nắng. Thì đây sau khi mình đã bôi hết đi rồi thì mình sẽ chọn vào cái eraser, tức là cái chỉnh lại xóa bớt những cái vùng mà chúng ta đã thêm từ cái brush này. Như mình đang thao tác cái brush này đó, thì đưa các bạn chuột, cái giữ chuột đây, thì bạn sẽ thấy là cái vùng tác động của cái brush hồi nãy mình làm. Còn đây là cái brush lúc đầu làm nè, là nguyên cái cục đó. Còn cái này là brush thứ hai, và cái brush thứ hai này thì cái sắc độ nó giảm hơn. Thì đây thì mình sẽ xóa bớt những cái vùng mà mình muốn tạo cho nó giống cái kiểu tia nắng đó, thì mình sẽ xóa bớt cái này đi. Nó chẳng hạn vậy thì mình sẽ tăng giảm cái này sao cho nó hợp lý chút xíu. Ok ha. Đây nó cũng tương đối không tới nỗi là phức tạp lắm, bởi vì mình chỉ cần hơi hơi đi tí là được rồi. Ví dụ ở đây thì mình thấy nó hơi quá rồi thì mình sẽ lại chùi đi tí. Chùi đi tí thôi. Tiếp tục lại chuyển qua erase. Có thể là hơi giảm feeder, giảm flow đi tí chẳng hạn loại này, sẽ thấy là nó tương đối tốt hơn tí xíu. Cứ bôi đi những cái vùng mà mình không muốn nó ảnh hưởng, những cái vùng A này thì mình sẽ đẩy nó lại tí. Rồi ok, đó thì đã có một cái vệt nắng rồi đó. Ví dụ như là bây giờ mình muốn vệt nắng nó sáng hơn thì mình có thể giảm, đừng có để nó tối quá chẳng hạn vậy. Rồi tiếp theo là mình sẽ làm cho cái vùng vùng phía trên này nó sậm lại tí xíu ha. Cũng vậy thôi, tạo một cái brush mới để cho exposure giảm vừa vừa thôi, và mình sẽ bôi những cái vùng này. Ví dụ như là đây mình xác định trước là cái nguồn sáng là mình sẽ đặt từ cái
phía phía sau phía núi này ha, thì nó sẽ hắt xuống thì cái vùng này nó sẽ sáng, thì mình sẽ không chỉnh tới nó nữa, thì mình chỉnh cái bớt cái vùng phía ngoài này thôi, hoặc những cái cây chẳng hạn thế đó. Sau khi bôi xong rồi đưa 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 chuột tới đây chẳng hạn, nó sẽ hiện ra, hoặc là bấm phím O, chữ O đó, thì nó sẽ hiện ra, hoặc là Show Selected Mask Overlay cũng thì nó cũng hiện ra thôi. Thì chúng ta uncheck đi, tức là tắt check đi, nó sẽ tắt đi, hoặc là bấm phím O thì nó sẽ tắt đi. Đó, rồi thì đây mình có thể mình sẽ giảm bớt đi tí xíu thôi. Rồi. Tiếp theo là cái vùng nước ha, mình sẽ làm cho cái vùng nước này nó sáng lên. Thì mình tạo ra một cái gọi là radial filter, hồi nãy là brush ha, bây giờ là radial filter. Thì radial filter thì mình sẽ tăng sáng lên. Đó, thì mình sẽ click đây kéo ra tí. Ôi bị ngược. Nếu như mà nó bị ngược lại như vậy á thì mình sẽ click vào invert mask thì nó sẽ đảo cái vùng lại. Đó các bạn có thể thấy là lúc đầu là ngoài ha. Khi mà không check invert mask thì nó sẽ ở ngoài. Check vô thì nó sẽ vào trong. Thì chúng ta sẽ có thể tăng cái feeder lên để tạo cái vùng gọi là cái vùng biên á, cái vùng mà vùng chuyển từ cái vùng sáng sang vùng ngoài á, thì nó sẽ mềm hơn, càng tăng thì càng mềm. Ok ha, thì đây là mình sẽ tăng lên tí xíu và đẩy cái saturation lên. Ví dụ như là highlight đây thì ổn không ta, highlight tương đối rồi, shadow tăng lên. Đây mình sẽ cho nó hơi có ám xanh tí xíu, nên mình sẽ đẩy cái tint về. Đẩy cái temp nhiệt độ màu đẩy về tí xíu, hoặc là color thì mình sẽ thêm cái màu nào đấy vào vừa phải thôi ha, như thấy là nó ảnh hưởng khá nhiều, để cho màu hơi đây. Ok quay được rồi. Là sau khi xong thì các bạn sẽ thấy click done, đây là gọi là tương đối rồi ha, thể thấy là mình muốn cho nó sáng hơn tí xíu nữa. Rồi rồi tạm tạm vậy. Sau khi xong thì có vẻ như là cô dâu chú rể của tụi mình đang là hơi thiếu contrast, thì mình sẽ tạo thêm một cái gradient mới, và trong này thì mình sẽ không có chỉnh sửa gì tới exposure nữa, mà mình chỉnh cái contrast thôi. Thì đây mình chỉ kéo áp dụng nó vào trong cái cô dâu chú rể thôi, invert mask. Không là đâu rồi. Ok vậy là có invert mask. Ok, cái invert mask thì nó sẽ áp dụng vào trong. Rồi, đây. À, tạm thời như vậy. Thì sau khi xong rồi tiếp tục chúng ta sẽ dùng cái brush chúng ta chỉnh sửa lại. Ví dụ như là mình muốn đẩy sáng lên vùng một số chỗ chẳng hạn thế, thì mình cũng click tạo một cái brush mới. Exposure mình sẽ tăng lên chút xíu và giảm cái brush size lại. Có thể giảm ở size ở đây, hoặc là các bạn phím cái phím cái ngoặc vuông á. Đó, thì tăng giảm thì dùng phím ngoặc vuông cũng được. Thì đây là mình sẽ tăng sáng cho cái vùng cái thác này chẳng hạn thế, những cái thác ở dưới này cũng cần tăng lên tí xíu thôi. Đó, sáng lên cho nó có gọi là nó có cái biên để nó chạy thẳng ở đây xuống, để đừng nó hơi quá tập trung và cái hồ không thì nó cũng không ổn. Thì sau khi xong rồi các bạn có thể thấy là bây giờ chúng ta có thể dot and burn, tức là chúng ta tăng sáng rồi giảm sáng, đánh khối đó, mình sẽ đánh khối nó lên tí xíu. Đây mình cũng sẽ tạo một cái brush mới, cũng new luôn. Thì đây mình sẽ ở cái thằng này thì mình sẽ tăng sáng, mình sẽ làm cái brush nhỏ nhỏ thôi, và mình sẽ bôi vào những cái phiến đá nó chẳng hạn thế, bôi những phiến đá. Đó, là cứ liên tục bôi những cái vùng mà chúng ta muốn nó sáng thôi. Cái này là tùy vào con mắt nghệ thuật cũng như là cái kiểu ý muốn của các bạn, tùy cái bức hình thôi ha. Tại vì nhiều lúc cái hình các bạn có thể sử dụng một cái hình khác, không phải là cái stock này, cho nên là mỗi cái nó có mỗi một cái điều kiện khác nhau và điều kiện ánh sáng khác nhau, cho nên nếu mà chúng ta máy móc quá áp dụng từ cái này sang cái kia nó cũng kỳ lắm. Rồi, đó là một số cái chỗ mà mình muốn nó tăng sáng lên, ví dụ như là đây có một cái vài cái đốm này chẳng hạn thế. Cho nó có đốm sáng thế thôi. Rồi, ok. Tiếp theo là mình tạo ra một cái mới nữa, và cái vùng này thì mình sẽ làm tối đi tí xíu thôi. Đây là 0.38, 0.48 gì đấy. Mình sẽ bôi vào cái đường viền ở giữa những cái phiến đá này. Cái vùng này hơi cháy sáng, mình tạm thời bôi nó luôn. Đó, tiếp tục là mình bôi những cái vùng mà mình muốn cho nó tối.
để cái cốt ý là chúng ta muốn làm cái đẩy cho nó mạnh lên tí xíu mà ra cái đường biên để là ví dụ vậy. À, thì nó sẽ cho chúng ta cái ảnh chúng ta nó có chỗ sáng chỗ tối thì nhìn nó sẽ hay hơn so với việc là nó tương đối nó đều quá thì nó cũng thiếu tính gọi là tính hấp dẫn lắm. Đó, thì mình sẽ bôi một số chỗ vậy là ok. Xong. Ở đây thì sau khi làm xong rồi thì mình sẽ chỉnh lại cái màu sắc cho nó hay ho hơn tí, như bây giờ mình sẽ chỉnh lại ví dụ như là cái black thì nó đang là tối quá rồi. Mình sẽ kéo nó lên tí xíu. Rồi, tạm thời vậy. À, coi còn gì cần chỉnh sửa không ha. Thì mình sẽ có thể là đẩy cho nó qua màu xanh lá cây nhiều hơn tí xíu và giảm cái nhiệt độ màu xuống chút xíu thôi. Ồ đây. À, có một cái rác nhỏ nhỏ ở đây các bạn thấy không? Đó cái màu xanh lá cây sậm này, màu xanh dương này. Đó, cái rác đó. Đã sẽ bôi đi. À, nhiều bạn không để ý cái này và hoặc cũng có thể thấy nhưng mà lại cho là nó không quan trọng. Tuy nhiên đối với mình á thì cái rác là cứ xóa quách nó đi, tại vì nhiều khi cái hình này in nhỏ thì không có vấn đề gì á, tại vì chúng ta chủ quan là cái rác đó nó nhỏ. Nhưng mà lỡ đâu á hồi cô dâu chú rể lại thích cái tấm này quá, lại yêu cầu lấy cái hình này cái in phông lớn là background, thì tới hồi á cái cục rác nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà in hình lớn ra nhìn nó nguyên cái cục bự hoành tráng ngay phía trên cái sân khấu thì nhìn nó kỳ lắm đó, cho nên là nhớ để ý những cái đấy. Rồi tông curve có thể đây mình sẽ tăng contrast lên tí xíu là sử dụng medium. Ok, tạm tạm hình như là hơi tối, tăng cái shadow lên tí là được rồi. Để coi thể là cô dâu chú rể khá ổn này, nhưng mình không thấy không việc gì phải sửa lại. Tuy nhiên là ở những cái mình muốn cái vùng này nó tương đối nó vàng lên tí xíu, để phía bên này là đang là tông lạnh rồi thì mình muốn phía bên này nó tông nóng lên chút xíu, tức là một cái hình chúng ta nó có cả tông vàng và tông cả tông nóng và tông lạnh thì nhìn nó sẽ khá đồng đều. Thì để click nhanh á thì mình sẽ chọn vào trong cái brush mà hồi nãy là mình đã bôi sẵn và tất cả này rồi để làm giảm tối đó, thì bởi vì nó đang là ảnh hưởng hết rồi thì đây mình chỉ việc là gán thêm cái làm nóng và làm lạnh lên thôi. Đây mình có thể là giảm, hình như là làm lạnh đi nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi ok thì mình sẽ giảm nhiệt độ xuống để cho nó lạnh hơn tí xíu. Rồi vậy thì cái vùng này thì mình sẽ phải làm cho nó nóng lên. Mình sẽ sử dụng cái radial filter đây ha, gradient filter. Thì đây mình sẽ không chỉnh gì hết, mình chỉ có tăng vàng lên tí xíu thôi và kéo dài nó phát là ok rồi. À, xong. À, để coi có gì cần chỉnh nữa không. Tại phía nam bên này nó cảm giác hơi tối tối đúng không, hơi kệ nè. Ơi giờ rồi hình như nó hơi lạnh. Đây mình sẽ new và mình sẽ tức là mình tạo ra một cái brush mới và cái brush này thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên 10. Ok 10 vậy được rồi. Mình sẽ bôi ở phía bên này, bôi vừa thôi ha. Để thấy là đây mình sẽ có thể hiện cái này lên là chúng ta vừa bôi vào cái phần này đó, và khi mình đẩy cái vùng nóng lên này các bạn sẽ thấy là cái màu nó vàng lên. Thì đây mình không muốn nó quá nhiều như vậy, mình chỉ khoảng cỡ 10 tới 14 ok rồi. Đó, vậy thôi. Rồi đó, căn bản là cái hình chúng ta đã ra khác tương đối rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ click vào phím Y thì các bạn sẽ thấy là cái một cái before một cái after, các bạn có thể thấy là nó khá khác biệt. Cái máy của mình thôi được rồi, nói chung là các bạn có thể thực hành các bạn sẽ thấy thôi. Đây là ok, cảm ơn các bạn theo dõi cái tốt này. Cái tốt này nó tương đối đơn giản thôi, nhưng mà đây mình có lưu ý là khi chúng ta tạo mới một cái brush cũng như là những cái filter chẳng hạn thế thì khi chúng ta linh hoạt lên cứ một cái brush như vậy thì chúng ta có thể chỉnh sửa này nọ nhiều vô. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần chỉnh lại cái vùng mà chúng ta muốn nhấn sáng đây ha. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi tool này và nhớ like và subscribe, mình sẽ sớm đăng cái tool sau nữa. Cảm ơn các bạn theo dõi và nhớ like và subscribe. Rồi được rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mẹ nói câu này 3 lần thì phải.